không quan tiền, quan tiền thiệt không, tiền thiệt luôn, đó tiền thiệt luôn rồi. Đây phong tục là quăng tiền thiệt luôn đó nha, đó đây tiền thiệt nha, mình cũng mới thấy luôn. Con xin kính chào ông bà cô chú anh chị các bạn đã trở lại video của em trên kênh Cắt Tiền Thử Thách. Thì buổi sáng ngày hôm nay thì em cập nhật tại Quê Dương Bình Dương, thì thấy có một đám tang của một ông anh sinh năm 1984 thì được an táng tại cái khu F cả nhà. Đây ngay lúc này thì mấy anh em dân động chuẩn bị đưa áo quan xuống. Thấy cái thằng con trai trong trong khu này nè. Bên đây thì cũng có mới vừa có đám tang mới vừa hạ không, để chuẩn bị đổ bê tông. Đây là những ngôi mộ mới trong năm 2024 không nha cả nhà. Từ tháng 5 đến tháng 6 không nè. Đây là thấy quá trời đông luôn nha. Thì bữa thì còn trống, hôm nay thì quá trời luôn rồi. Đa số là mộ 2024 không nha cả nhà ha. Khu đất mới nè. Mộ mới là khu bên kia là lúc trước năm rồi em quay, là bây giờ là không còn chỗ luôn. Vẫn còn nhưng mà nó dạng như là nhìn thấy là mộ nhiều hơn. Hôm nay thì bên đây tất cả mộ đều không 2024 nhiều.
Sau khi mà làm lễ tứ bái xong thì gia đình sẽ tan, thì sẽ tan ha. Chuẩn bị hạ ngoài kia cả nhà. Rồi thấy không, khuôn hoa viên thì đa số được sạch sẽ lắm nha. Sáng chú bác rồi sạch cái đường đất đai rồi cho nó sạch sẽ. Dai này bị bệnh, không có chia sẻ bệnh gì nhưng biết là bệnh mất thôi. Giờ thì hạ nguyệt nha cả nhà. Cái đầu nó bằng nhau đó.
Con quăng tiền, quăng tiền thiệt luôn. Tiền thiệt luôn. Đó, tiền thiệt luôn rồi. Đây. Con tục là quăng tiền thiệt luôn đó nha. Đó, đây tiền thiệt nha. Mình cũng mới thấy luôn. Rồi, cũng xin thành tâm mà chia buồn cùng với gia đình luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.